Một lần nữa, Minh Phi xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin FBNC tối ngày 11 tháng 9. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau, Hà Nội sẽ di dời 8 sở ngành về khu liên cơ quan đầu tiên tại quận Tây Hồ. Một số trụ sở của các đơn vị dời đi sẽ được bán đấu giá để tạo vốn xây dựng khu liên cơ thứ hai tại quận Hai Bà Trưng. Thông tin từ Sở Tài chính Hà Nội, hiện thành phố đang triển khai chủ trương di dời 8 sở ngành về khu liên cơ quan nằm trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Kế hoạch dự kiến được tiến hành vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. 8 sở ngành di dời gồm tài chính, kế hoạch và đầu tư, quy hoạch và kiến trúc, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, xây dựng, giao thông vận tải, viện quy hoạch xây dựng Hà Nội. Một số trụ sở của 8 đơn vị được di dời sẽ được bán đấu giá tạo nguồn vốn xây dựng khu liên cơ thứ hai tại số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, tức trụ sở Sở Xây dựng hiện nay. Cũng theo một lãnh đạo của Sở Tài chính, việc xây dựng lại hai khu liên cơ tập trung sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho nhiều dịch vụ như điện, nước, mạng Internet, đồng thời tạo điều kiện phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn. Sau 3 năm xem xét, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phê duyệt chủ trương mở rộng trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố để xây dựng khu trung tâm hành chính. Khu này sẽ có diện tích hơn 18.000 m2, là nơi làm việc của 8 cơ quan khác nhau. Theo phê duyệt trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở mở rộng trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân sẽ có diện tích hơn 18.000 m2, khu vực được giới hạn bởi các trục đường Lê Thánh Tôn, Baxter, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Quận Nhất. Đây sẽ là nơi làm việc của 8 cơ quan, bao gồm Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Thông tin Truyền thông, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường, Ban đổi mới doanh nghiệp. Tổng cộng có 95 phòng ban trực thuộc với khoảng 1.700 người. Việc này được đánh giá là tiết kiệm sử dụng có hiệu quả nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, phù hợp với xu thế cải cách chính quyền của các nước tiên tiến trên thế giới. Chính quyền thành phố yêu cầu khi triển khai xây dựng và bảo tồn khối công trình phía mặt tiền đường Lê Thánh Tôn đã hơn 100 năm tuổi, có kiến trúc đặc trưng, họa tiết hoa văn mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển miền Bắc nước Pháp. Chủ trương nâng cấp cải tạo trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tập trung nhiều cơ quan đã được thành phố đưa ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, một số chuyên gia quy hoạch lo ngại khi dồn lượng lớn người và phương tiện về một khu sẽ không đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua, nhiều khu vực tại Mexico đã phải hứng chịu trận động đất 8,2 độ Richter, khiến cho khoảng 75.000 người mất nhà cửa và ít nhất đã có 90 người thiệt mạng. Hiện tại thì công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện khẩn trương nhằm cung cấp những nhu yếu phẩm cho người trong vùng bị ảnh hưởng. Song thiệt hại cụ thể về kinh tế vẫn chưa thể ước tính được. Trận động đất đã đánh vào khu vực bờ biển phía đông của Mexico vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 9. Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong trận động đất này. Hiện tại, nước sạch, thức ăn và các nhu cầu yếu phẩm hàng ngày là những thứ người dân tại bang Chuquitán, Mexico cần nhất lúc này. Tất cả các siêu thị, nhà hàng trong thành phố vẫn đóng cửa. Ngay sau động đất, lực lượng quân đội, cảnh sát và những đội cứu hộ chuyên nghiệp đã đến Chuquitán và những khu vực xung quanh nhằm tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ. Sau 3 ngày chấn động, nhờ tinh thần phối hợp hoạt động của những người dân địa phương, thành phố đã phần nào bắt đầu đi vào ổn định. Chính quyền bang đã thành lập những trung tâm cứu hộ tại một trường học, cung cấp nước uống sạch, thực phẩm và những nhu yếu phẩm cho những người mất nhà cửa. Những thứ khác như gạo, đậu, giấy vệ sinh v.v. đều được các gia đình địa phương hỗ trợ người bị nạn. Trận động đất thật khủng khiếp. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những người trong vùng và bạn bè tại Chuquitán. Họ đã quyên góp những thứ thiết yếu, quần áo và những đồ dùng cần thiết khác. Họ cố gắng giúp chúng tôi nhiều nhất có thể. Điều này thực sự rất ý nghĩa. Ngoài việc cung cấp những đồ dùng cần thiết, các đội cứu hộ còn hỗ trợ và cung cấp những thực phẩm, đồ ăn nấu chín cho những người đang đói. Dự kiến lượng đồ ăn này sẽ cung cấp tới ít nhất 1.000 nạn nhân. Với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, những người dân Chuquitán hy vọng họ có thể nhanh chóng vượt qua được khó khăn từ một trong những vụ động đất mạnh nhất trong một thế kỷ qua tại Mexico. Vào cuối tuần qua, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đấu giá sách nhằm gây quỹ vận động thành lập thư viện Nguyễn An Ninh, mục đích cung cấp những nguồn tư liệu gốc quý giá phục vụ nghiên cứu về văn chương trong và ngoài nước. Buổi đấu giá sách diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 9 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm Nằm vạ bản đặc biệt có thủ bút và chữ ký của tác giả Bùi Hiển tặng nhà văn Vũ Ngọc Phan đã chốt giá 35 triệu đồng. Ngoài ra, 4 tác phẩm dị bản về chốn thư hiên có thủ bút và đề tặng của tác giả ở 4 đầu sách nước ngoài cũng đã được mang ra đấu giá. Tổng số tiền đấu giá đạt 45 triệu đồng. Đây được coi là sự kiện đầu tiên mở màn cho hoạt động vận động gây quỹ thành lập Thư viện Nguyễn An Ninh. Thư viện Nguyễn An Ninh sẽ gồm có những sách in, những sách điện tử, những nguồn tư liệu gốc để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, của giảng viên, của những nhà nghiên cứu.
đặc biệt là toàn bộ những cái di sản của Nguyễn An Ninh cũng như là những cái công trình viết về Nguyễn An Ninh sẽ được tích góp ở tại thư viện này. Và thông qua những cái nguồn di sản này thì người nghiên cứu có thể tìm hiểu về bối cảnh xã hội của miền Nam trong thế kỷ 20, những phong trào yêu nước thế kỷ 20. Trước đó, trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 9, tại đường sách đã diễn ra triển lãm về chốn thư hiên, trưng bày 14 cuốn sách quý hiếm xuất bản tại Việt Nam trước năm 1945, thu hút sự quan tâm của đông đảo người mến sách. Sách cũ nó rất là có giá trị về văn học, mà về lịch sử này kia nữa. Cứ cuốn mà Nỗi buồn chiến tranh là nó cũng hay lắm. Rồi như mấy cuốn mà Nỗi buồn nhược tiểu, nó nói về một dân tộc nghèo như là Hàn Quốc, Đại Hàn lúc trước á, cô cũng có đọc qua, bây giờ cô tìm lại thì không có. Đáng chú ý, sự kiện vừa qua có sự tham gia của ca sĩ Đức Tuấn, một nhân vật nổi tiếng trong giới ca hát, nhưng ít ai biết anh cũng là một người yêu sách. Tôi rất quan tâm rất nhiều về sách, và đặc biệt là những cái luôn luôn trân trọng những cái tâm hồn mà dành những cái tình cảm rất lớn dành cho sách. Có thể nói Tuấn vẫn có và lưu giữ rất là nhiều những quyển sách, và đặc biệt là sách nhạc xưa. Ngoài ra là những cái tiểu thuyết Việt Nam cũng giống như tiểu thuyết nước ngoài được dịch mà được in từ trước nay Tuấn còn giữ lại rất là nhiều. Và Tuấn thích lưu trữ lại những cái sách xưa và cũng giống hay là những cái quyển sách mới mà có giá trị. Trở lại với Thư viện Nguyễn An Ninh, dự kiến Thư viện sẽ thành lập vào đúng 100 năm ngày mất của học giả Nguyễn An Ninh. Thưa quý vị, cũng vào cuối tuần qua, sự kiện LEAD 2017 Bệ phóng Kinh doanh đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Kinh doanh bán lẻ, vốn và xoay vòng vốn. Tại đây, những người muốn khởi nghiệp theo mô hình kinh doanh bán lẻ đã được nghe những kinh nghiệm chia sẻ từ những người đã rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam, đặc biệt là về những bước chuẩn bị vốn và xoay vòng vốn. Năm 2017 là năm đầu tiên sự kiện LEAD được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối thành công của sự kiện LEAD được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội với chủ đề Kinh doanh bán lẻ từ mô hình đến chuỗi, thu hút hơn 400 người tham dự. Bệ phóng Kinh doanh LEAD 2017 tiếp tục tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề được rất nhiều người làm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm, chính là làm sao để huy động vốn và xoay vòng vốn khi khởi nghiệp bán lẻ. Tới thì tôi có một cái dự định để mở một cửa hàng thời trang nhỏ. Thì về cái nhu cầu về tìm hiểu về vốn cũng như cách để xây vốn hiệu quả cho cái doanh nghiệp nhỏ của mình á, thì đó là một cái lý do để hôm nay là tôi và bạn tôi có mặt ở đây cùng nhau chia sẻ. Với chủ đề này, ông Nguyễn Duy Linh, giám đốc bán lẻ quỹ đầu tư Sitcom, tổng giám đốc chuỗi giày Juno, đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế chân thành của mình trong lĩnh vực bán lẻ kể từ ngày đầu tiên bước chân vào lĩnh vực này. Ngoài ra, những người tham dự còn được gặp gỡ và lắng nghe góc nhìn từ nhà đầu tư, các chuyên gia tài chính, đặc biệt là chia sẻ từ bà Nguyễn Thu Thủy, đại diện quỹ Mekong Capital về vấn đề VDI, đầu tư định hướng tầm nhìn để áp dụng vào mô hình kinh doanh của mình. Với sự phát triển mạnh của thị trường bán lẻ tại Việt Nam như hiện nay, LEAD 2017 do Kiosk Việt tổ chức thực sự là cơ hội tốt cho người kinh doanh bán lẻ hiện đang tìm kiếm những kiến thức bài bản để áp dụng và kinh nghiệm thực tế của những người đã trực tiếp dẫn dắt các thương hiệu thành công trên thị trường. Dân số của Việt Nam thì cũng càng ngày càng đông, trong đó chiếm tới khoảng 60% là gọi là dân số trẻ, tức là những cái người mà đang ở trong cái độ tuổi lao động và có sức tiêu dùng rất là lớn. Chính vì vậy cho nên là cái thị trường bán lẻ của chúng ta còn rất là nhiều tiềm năng. Bằng chứng là có rất là nhiều những hãng bán lẻ đã tham gia vào trong thị trường Việt Nam, và chị cũng thấy rằng là mỗi một ngày ở trên phố chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái cửa hàng bán lẻ mới được mọc ra. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng xin được khép lại bản tin FPNC tối ngày 11 tháng 9 năm 2017 trên kênh truyền hình FPNC. Thưa quý vị và các bạn, để theo dõi lại tất cả các chương trình cũng như cập nhật thêm những thông tin chi tiết khác, quý vị vui lòng truy cập vào website của chúng tôi ngay tại địa chỉ fpnc.vn. Còn bây giờ, Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ sau.